Bác ơi, em làm việc trong nhà suốt thì có cần kem chống nắng không ạ? Chỉ khi nào đi đâu ra nắng em mới bôi, mà đứa bạn em bảo ngày nào cũng phải dùng kem chống nắng. Chào em nhé, bạn em nói đúng rồi đấy. Việc dùng kem chống nắng là chúng ta phải dùng hàng ngày em nhé. Trước tiên là em cần phải hiểu là kem chống nắng nó có tác dụng gì và những cái loại gì, đúng không ạ? Thứ nhất là kem chống nắng của em á, tác dụng chính của nó là gì? Nó sẽ giúp cho làn da của em tránh bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Hoặc là khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp ấy, thì cái kem chống nắng nó giúp là gì? Tán xạ bớt cái ánh nắng mặt trời, hoặc là nó hấp thụ bớt cái ánh nắng mặt trời đi, làm giảm các cái tác dụng của tia cực tím lên da của em, gây ra những cái rối loạn của da. Ví dụ như là làm cho tế bào da của em dễ bị tăng sắc tố này, dễ bị ung thư da này, rồi thì những cái lão hóa da khác. Bản chất kem chống nắng em đọc em sẽ thấy nó có chỉ số SPF, đấy gọi là Sun Protect Factor, tức là yếu tố chống nắng, và nó được đại diện bởi các chỉ số như là 30 này, 50 này, hoặc là 80 hoặc 90. Thì đấy là các chỉ số để giúp cho chúng ta có thể đánh giá được là cái mức độ về chống nắng, và thứ hai là cái thời gian mà cái kem chống nắng có thể làm được để giúp cái làn da của em bảo vệ dưới ánh nắng mặt trời. Thế thì khi mà em ở trong nhà mà không ngồi gần cửa sổ nhá, thì chúng ta không cần dùng kem chống nắng là hoàn toàn bình thường. Em có thể là free kem chống nắng luôn. Tuy nhiên, nếu mà em làm việc ở trong nhà nhưng mà lại ngồi cạnh cửa sổ và thường xuyên mở rèm, thì em nên dùng kem chống nắng để bảo vệ da. Bởi vì vị trí đấy của em, ánh nắng mặt trời nó vẫn tán xạ và nó vẫn tác động lên trên da của em, gây các rối loạn. Thứ hai là nếu mà những cái thời điểm khác khi em đi ra ngoài thì bắt buộc em phải dùng kem chống nắng. Đấy. Và kem chống nắng thì chúng ta dùng thế nào thì đúng nhất? Thứ nhất là gì? Em nên bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài 20 phút. Bôi trước 20 phút. Và nên bôi lại sau 2 giờ đến 3 giờ nếu em vẫn ở ngoài trời hoặc là vẫn có nguy cơ tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Nếu mà em đi tắm biển, tức là chúng ta xuống nước, đấy, thì chúng ta nên bôi lại sau 1 tiếng rưỡi đến khoảng 2 tiếng. Bởi vì kem chống nắng khi mà em xuống dưới nước ấy, thì nó sẽ nhanh chóng bị rửa trôi và nó giảm cái thời gian tác dụng ở trên da của em. Thứ nữa là gì? Kem chống nắng thì nó có hai cái loại màng có khả năng bảo vệ da của em. Thứ nhất là cái màng chống nắng gọi là vật lý. Thứ hai là màng chống nắng hóa học. Màng chống nắng vật lý chủ yếu là giúp tán xạ ánh nắng mặt trời. Còn màng chống nắng mà hóa học ấy, chủ yếu là nó hấp phụ cái tia UV và giúp giảm cái tác dụng của tia UV trên da của em. Bây giờ ngoài kem chống nắng ra thì người ta còn có thêm cả viên uống chống nắng. Em đã bao giờ nghe đến viên uống chống nắng chưa? Và em có thể tìm hiểu nhé. Người ta thường khuyên, bác sĩ thường khuyên các em nên dùng kết hợp cả viên uống chống nắng và kem chống nắng để đạt hiệu quả cao nhất nhé.